6 tháng qua, gần 20.000 vụ án lớn bị khởi tố. Con số chứng minh quyết tâm của đảng ta chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Với quyết tâm giành chiến thắng, đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 136 huy chương vàng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Kỳ tích nam sinh xứ Nghệ vào top 1% điểm bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa cao nhất thế giới. Quý khán giả vừa cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nổi bật có trong sáng nay. Tôi là Xuân Hiền và người đồng hành với tôi là chị Huỳnh Như. Kính chúc quý khán giả ngày mới tốt lành, mọi điều may mắn. Ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu rất ấn tượng, khép lại SEA Games 32 với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Đây là lần thứ 3 đoàn Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp xếp hạng kỷ lục của đại hội, nhưng là lần đầu trên sân khách. Gấp mặt giao thành tích chung của đoàn thể thao nước nhà có kình ngư Phạm Thanh Bảo. Là sinh viên của ngành giáo dục thể chất K48 trường học Cần Thơ, với cú đúp huy chương vàng ở môn bơi lội kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m ếch và kỷ lục 200m ếch. Phạm Thanh Bảo là niềm tự hào của trường học Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Nguyễn Huy Hoàng, người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, không phụ lòng của người hâm mộ. Chàng trai có một kỳ đại hội thăng hoa khi giành tổng cộng 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Hoàng là sinh viên ngành giáo dục thể chất K48 của trường học Cần Thơ. Với thành tích đạt được, anh là một trong những vận động viên góp phần vào nhiều huy chương nhất vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này. Chàng trai Bùi Hùng Cường, sinh viên ngành giáo dục thể chất K45 trường học Cần Thơ, cũng giành được huy chương bạc SEA Games 32 nội dung vô vi nam. Với thành tích đạt được, các vận động viên đang nỗ lực tiếp bước các đàn anh đưa thể thao nước nhà vươn ra thế giới. Tài năng và trí tuệ của người Việt càng được khẳng định ở nhiều lĩnh vực tại các cuộc thi trên trường quốc tế. SAT là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi để xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ và nhiều trường đại học trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Hàn Quốc. Bài thi được phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ, điểm tối đa là 1.600. Đây được đánh giá là kỳ thi trí tuệ cao và rất khó có người đạt điểm tuyệt đối. Thế nhưng mới đây, Nguyễn Quốc Cường, học sinh lớp 12A1 trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông số 2 Nghệ An, vừa có kết quả thi SAT đạt 1.520 trên 1.600 điểm, xếp vào top 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới trong số 5.500.000 thí sinh dự thi. Cường còn để lại ấn tượng khi đạt IELTS 7.5 và điểm toán đạt tuyệt đối 800 trên 800 điểm. Bí quyết đạt điểm gần như tuyệt đối với bài thi SAT là tự học và luyện đề. Nam sinh cho biết nội dung thi gồm 3 phần, đọc hiểu, toán và ngôn ngữ. Với những thành tích đạt được và những nỗ lực cố gắng, đầu tháng 4 vừa qua, Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui khi em là học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng 80% vào trường Đại học Vin University Việt Nam, ngành cử nhân khoa học máy tính. Sau thành công của các thí sinh, luôn có sự tảo tần, chăm lo của các bậc làm cha làm mẹ. Ghi nhớ công ơn này, thay vì chỉ tôn vinh học sinh như các năm trước, mới đây trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh phụ huynh của các em học sinh giỏi trong lễ tuyên dương học sinh tiên tiến, tiêu biểu của trường. Cách làm này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh, học sinh. Hiệu trưởng trường chia sẻ việc tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi trở thành thông lệ của các trường học mỗi dịp tổng kết năm học. Những cách làm sáng tạo, nhân văn trong dịp tôn vinh các em học sinh xuất sắc như mời phụ huynh các em lên cùng sân khấu, nhận hoa và lời chúc mừng của ban giám hiệu nhà trường là một cách hay, ý nghĩa để các trường giáo dục cùng học hỏi nhân rộng ở trường học của mình. Tại ngôi trường này, lễ khen thưởng học sinh giỏi, lễ trưởng thành của các em học sinh lớp 12 luôn được tổ chức trang trọng vào những ngày cuối tháng 5. Nhà trường mời phụ huynh của các em học sinh lớp 12 tới dự. Nhiều phụ huynh ở quê từ rất xa như Quảng Trị,
vào Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ trưởng thành của con, cùng lắng nghe những lời sẻ chia, cảm ơn từ các em học sinh tới người sinh thành, nuôi dưỡng mình khôn lớn. Thưa quý khán giả, các loại tội phạm dù có tinh vi ma mạnh đến mấy cũng không thể thoát tội nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng. Thời gian qua, nước ta xảy ra nhiều vụ án về tội tham nhũng chức vụ với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp, có quy mô tổ chức gây hậu quả đặc biệt lớn tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường tăng nhiều nhất. Đây là nội dung Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao báo cáo Quốc hội nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Những vụ án lớn được đưa ra ánh sáng pháp luật càng chứng minh chống tham nhũng của đảng ta là không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không có đặc quyền. Chúng tôi đề cập nội dung này trong tiết mục Góc nhìn. Thời gian qua, tội phạm kinh tế nổi lên các sai phạm trong các lĩnh vực hoạt động đấu thầu, đấu giá, đất đai, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, lợi dụng chính sách phát triển kinh tế xã hội. Các cơ quan khởi tố hơn 19.550 vụ, tăng 36%, xảy ra trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, đấu thầu, mua sắm tài sản công nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, dẫn chứng vụ án Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm sử dụng 3 công ty thành viên thành lập 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10 tỷ 300 triệu đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ. Vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 đến 2019. Lãnh đạo ngành kiểm sát cũng cảnh báo tình trạng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê cho cá nhân, tổ chức, núp bóng doanh nghiệp. Cụ thể như vụ án Nguyễn Quốc Hùng thuê pháp nhân đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn luật Việt Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng tư vấn pháp lý với các ngân hàng, công ty tài chính, thực chất là đòi nợ thuê, nhận công từ 20 đến 35% số tiền đòi được, hưởng lợi hơn 73 tỷ đồng. Liên quan đến tội phạm tham nhũng chức vụ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, trong 6 tháng khởi tố 460 vụ, tăng 109%. Các cơ quan phát hiện khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết chặt chẽ giữa cán bộ nhà nước với các công ty doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực đất đai, chứng khoán, trái phiếu, y tế, giáo dục và đăng kiểm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Báo cáo của Viện trưởng cũng điểm danh một số vụ điển hình như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị liên quan. Lý giải nguyên nhân số vụ án khởi tố mới tăng mạnh, theo ông Lê Minh Trí, do tình hình kinh tế xã hội khó khăn tác động tiêu cực dẫn đến gia tăng nhiều loại tội phạm. Nhiều phương thức thủ đoạn tội phạm mới xuất hiện, trong khi đó công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ, tạo kẽ hở để một số cán bộ lợi dụng. Nêu kiến nghị với Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội việc phân hóa tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát. Ông Lê Minh Trí chỉ ra, thực tế cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng, mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế, chức vụ nhưng không có yếu tố vụ lợi. Vì thế trong chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù để có chính sách xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị vừa nhân dân thuyết phục. Nói về giải pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, chỉ đạo người đứng đầu các cấp kiểm sát phải đánh giá đúng khả năng công tác của mỗi cán bộ để sắp xếp phân công chuyển đổi vị trí công tác. Việc này nhằm khắc phục tính trì trệ ở quá lâu tại một vị trí đến giờ công tác, qua đây phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ.
công tác phòng chống tham nhũng đóng vai trò quan trọng, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đảm bảo không có vùng cấm. Qua đây tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Chủ trương đi ngược xu hướng, quyết không bán măng cụt xanh. Giỏ quýt dày có móng tay nhọn, mang kịch lừa đảo bán hàng dưới hình thức hội thảo bị lật tẩy. Không phải món ăn mới, nhưng thời gian gần đây, gỏi gà măng cụt bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, kéo theo giá măng cụt xanh mắc hơn nhiều lần so với măng cụt chín. Xu hướng này tạo ra một công việc thời vụ mới, đó là gọt vỏ măng cụt xanh để chế biến món gỏi gà. Công việc gọt vỏ măng cụt là tách vỏ ra và tỉa sạch. Một người chưa từng làm việc này mất khoảng 3 phút để gọt xong một trái. Nhiều sinh viên đi làm thêm cho biết ban đầu chưa quen tay nên chỉ gọt được 3-4 kg, thì hiện có thể gọt được 6-7 kg. Tiền công mỗi ký là 80.000 đồng. Trung bình mỗi ngày kiếm được từ 400.000 đến 500.000 đồng. Công việc này có thể kéo dài khoảng 2-3 tháng phụ thuộc vào vụ thu hoạch măng cụt. Măng cụt xanh gọt vỏ giá khoảng 500.000 đồng một ký. Một ký trái xanh gọt vỏ tương đương khoảng 5 ký chưa gọt. Theo nhiều người kinh doanh trái cây, đây là mức giá hợp lý. Một năm thì loại trái này chỉ ra một lần, nên thực khách nhân cơ hội này để không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức. Còn tiểu thương cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Nhiều nhà vườn có doanh thu cao ngất ngưỡng nhờ theo xu hướng măng cụt xanh. Tuy nhiên, có một chủ vườn ở tỉnh Bình Dương đi ngược lại với xu hướng. Người này cho biết việc bán măng cụt xanh tiềm ẩn nguy cơ giảm sản lượng trái vụ mùa năm sau. Anh Nguyễn Quang Trợ, chủ vườn măng cụt tại ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, Bình Dương, phấn khởi cho biết măng cụt năm nay vừa được mùa lại được giá. Theo tính toán, gia đình sẽ thu hoạch được khoảng 8-9 tấn, thu về hơn 400 triệu đồng, so với 2 năm trước tăng khoảng 30%-40%. Nói về việc không bán măng cụt xanh, anh Trợ cho biết, phía trên trái măng cụt mỗi năm sẽ ra một cặp lá. Cặp lá này năm sau ra trái mới. Khi hái măng cụt còn chưa chín, bắt buộc phải bẻ luôn cặp lá này. Không như trái chín, nó sẽ tự rơi. Do vậy, mùa vụ sau chắc chắn ít trái hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả vườn măng. Không riêng anh Trợ, nhiều nhà vườn ở Bình Dương cũng quyết nói không với bán trái măng cụt xanh. Trung bình một gốc măng cụt chi phí chăm sóc khoảng 80.000 đồng một năm. Cây mới trồng phải mất trên 6 năm mới thu hoạch được vụ đầu tiên, và trên 20 năm gốc măng cụt mới cho trái ổn định, sản lượng cao. Thưa quý vị, chiêu trò lừa đảo bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình dưới những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm quà tặng khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng là những thủ đoạn không mới. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có nhiều người tại các vùng quê trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, một ổ nhóm lừa đảo dưới chiêu thức tinh vi mở hội thảo bán hàng tặng quà tri ân bị công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam triệt phá, bắt giữ 15 đối tượng. Các đối tượng thường nhắm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, bán hàng kém chất lượng. Bước đầu, thủ đoạn của nhóm này được làm rõ. Dù chưa từng mua sản phẩm nào và cũng không rõ lai lịch công ty ở đâu, nhưng nhiều người phụ nữ trung niên trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam bỗng dưng được phát tận tay tấm thiệp mời đến một nhà hàng để dự bữa tiệc giao lưu với tên gọi tri ân khách hàng. Thế đầu tiên thì các anh ấy cũng tặng, là đầu tiên là họ tặng cái bát. Đấy, tặng cái bát thì cái đấy là không lấy tiền. Cái thứ hai là cái giá bằng inox. Cái thứ ba là bằng cái đĩa. Cái đĩa thì cũng không lấy tiền.
Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng còn tặng một số sản phẩm khác được quảng cáo có giá trị hơn như máy sinh tố, chảo rán cho một số người trong hội thảo với điều kiện phải đặt cọc từ 50.000 đến 100.000 đồng. Đúng như danh nghĩa tiệc tri ân, ai nhận quà cũng đều được trả lại tiền. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, thực chất đây chỉ là một màn kịch lừa đảo được các đối tượng giăng ra. Toàn bộ quá trình tổ chức hội thảo lọt vào tầm ngắm, chờ thời điểm nhóm người thu tiền tẩu thoát ra xe ô tô 16 chỗ chờ sẵn bên ngoài, cơ quan công an ập vào bắt giữ. Các đối tượng niêm yết một nồi cơm điện được quảng cáo có công dụng tách đường, giảm béo với mức giá 4 triệu 600 ngàn đồng, còn máy xay sinh tố có giá 3 triệu 100 ngàn đồng. Tuy nhiên, theo hóa đơn nhập vào do ổ nhóm này cung cấp, mỗi sản phẩm chỉ có giá vài trăm ngàn đồng. Toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng trôi nổi kém chất lượng, không rõ đơn vị sản xuất. Qua quá trình điều tra, chúng tôi đánh giá là đây là một cái phương thức thủ đoạn của cái nhóm này, nó có bàn bạc thống nhất với nhau rất là kỹ. Thế và lựa chọn đối tượng để chúng thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng chủ yếu là người già. Thế và chủ yếu là người già, và cái thứ hai nữa là chủ yếu là phụ nữ và người già, phụ nữ trung tuổi, chứ còn nếu mà phụ nữ trẻ tuổi thì các đối tượng này cũng không cho vào. Thế và một vấn đề nữa là cũng đánh vào lòng tham của bà con, nghĩ rằng là cứ đến là được chúng giới thiệu sản phẩm và được tặng lại tiền và có sản phẩm, nên là cũng mong bà con hết sức cảnh giác, đề phòng, và đây là hoạt động lừa đảo và có cái sự bàn bạc rất là tinh vi. Theo tài liệu điều tra, chỉ trong một buổi chiều bán hàng, nhóm đối tượng thu hơn 800 triệu đồng của người tham gia hội thảo. Hiện cơ quan công an bắt tạm giam 15 đối tượng liên quan. Hầu hết đều là những thanh niên trai tráng có sức khỏe, tham gia vào ổ nhóm bán hàng để lừa đảo người dân. Màn kịch lừa đảo, mua hàng, nhận tiền giờ phải hạ màn trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Dù việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh với những người nhẹ dạ cả tin bởi mật ngọt chết ruồi. Và nội dung này cũng kết thúc nhịp sống ngày mới sáng nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.